Việc tìm kiếm những cây giống không chỉ mang lại những giá trị về dinh dưỡng mà còn về những chất lượng tiện lợi cũng như là sự thông dụng của nó mang lại. Vấn đề này luôn được các nhà vườn và người yêu cây trồng quan tâm. Thì một trong những sự nổi bật hiện nay với những đặc điểm về sự ưu việt cũng như là dễ chăm sóc. Ngoài ra cũng là một loại cây gắn liền với đời sống của con người. Thì hôm nay Xuân Nông TV xin giới thiệu đến quý bà con giống cây chanh không hạt. Cây giống chanh không hạt có chiều cao từ 60-80cm, được biết đến với hương vị thơm ngon, đặc trưng và tính ứng dụng cao. Chanh không hạt không chỉ làm phong phú thêm bữa ăn mà còn bảo vệ sức khỏe và giúp bà con nâng cao về giá trị kinh tế. Để trồng loại cây này rất đơn giản, cho nên chỉ cần đất tơi xốp có độ pH từ 5.5-6.5 là được. Nhưng bà con chú ý nên chọn một loại đất tơi xốp có độ thoát nước tốt, tránh tình trạng là đất bị ẩm ướt. Bà con có thể là trộn đất vườn với phân hữu cơ để cải thiện sự thoát nước của đất. Nên tưới nước thường xuyên cho cây, đặc biệt là vào mùa khô, nhưng đừng tưới nhiều quá, tránh tình trạng cây bị ngập úng và thối rễ. Nên bón phân hữu cơ và phân NPK cho cây để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cần. Nên theo dõi sự phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cần thiết. Ngoài ra còn cắt tỉa cành thường xuyên, cắt những cành khô héo, những cành sâu bệnh để giúp cho cây thông thoáng không khí cũng như là sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Chanh không hạt cho ra trái sau 6 đến 8 tháng khi trồng. Trái chanh không hạt có màu vàng sáng, kích thước vừa phải. Đây là dấu hiệu cho biết bà con có thể thu hoạch được. Trong sức khỏe, chanh không hạt là nguồn cung cấp vitamin tuyệt vời. Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ cũng như là hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và tăng cường sức khỏe tổng thể. Không những vậy, còn hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp tăng cường tinh thần. Nhưng đối với ẩm thực, đây lại là một hương vị quan trọng đối với các món ăn và là nguyên liệu không thể thiếu cho các món nước giải khát. Ngoài ra, chanh còn có lợi ích về kinh tế, làm đẹp và bảo vệ môi trường. Có thể thấy, chanh không hạt là một loại cây có lợi ích đa dạng. Đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho quý bà con. Hiện tại, giống cây này đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.